Trong cáo trạng vụ án sai phạm mua sắm kit test của công ty Việt Á, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo kết luận điều tra từ ngày 11 tháng 11 năm 2020 đổ về trước, ông Chu Ngọc Anh với tư cách là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, biết công ty Việt Á quản lý, khai thác và sử dụng kết quả nghiên cứu đề tài test xét nghiệm COVID-19 được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành đưa vào sản xuất thương mại là không đúng quy định pháp luật, xâm hại quyền sở hữu, quản lý tài sản của nhà nước. Tuy nhiên, ông Chu Ngọc Anh không thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý theo luật khoa học và công nghệ, không thực hiện xử lý kết quả đề tài nghiên cứu. Bên cạnh đó, ông Chu Ngọc Anh còn để Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo, ra thông cáo báo chí về kết quả nghiên cứu và cấp phép test xét nghiệm là sản phẩm nghiên cứu của công ty Việt Á. Bị can này cũng trực tiếp ký quyết định khen thưởng, ký tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho Việt Á và chỉ đạo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký công văn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giúp Việt Á được tặng huân chương lao động hạng 3 dù không đúng đối tượng, công trạng, thành tích. Theo Bộ Công an, ông Chu Ngọc Anh cũng được Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Việt Á cảm ơn 200.000 đô la Mỹ. Quá trình điều tra, ông Chu Ngọc Anh thừa nhận đã cầm số tiền trên. Sau khi Chu Ngọc Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bị cơ quan công an khởi tố và khám xét nhà riêng, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh căn biệt thự khủng của gia đình ông này nằm trong khu đô thị Vinhome, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Giới buôn bán bất động sản ước tính giá trị căn biệt thự hiện nay vào khoảng 80 đến 100 tỷ đồng. Nhiều thắc mắc cho rằng liệu căn biệt thự này có bị kê biên để đảm bảo thi hành án thu hồi tài sản hay không. Câu hỏi tương tự cũng được dư luận đặt ra khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế ở Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, rà soát kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước. Một lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho rằng các quy định về kê biên phong tỏa tài sản của bị can ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đã khá đầy đủ, rõ ràng. Theo quy định của pháp luật, trong các vụ án gây thiệt hại lớn cho nhà nước, đặc biệt rất lớn như vụ Việt Á, số tiền các đối tượng khai kiếm lãi khoảng 4.000 tỷ đồng và hối lộ khoảng 800 tỷ đồng, cơ quan điều tra sẽ có tính toán để xác định thiệt hại của những đối tượng tham gia, liên đới trách nhiệm bồi thường. Cụ thể, nếu đó là các khoản tiền liên quan đến việc nhận hối lộ, hoa hồng như lãnh đạo CDC một số tỉnh thành thì sẽ bị cơ quan điều tra thu hồi, yêu cầu bị can nộp lại. Trường hợp liên quan đến vi phạm các quy định gây thất thoát tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn thì cơ quan điều tra sẽ rà soát các tài sản của bị can để biên kê, phong tỏa, phục vụ cho việc thu hồi tài sản sau này được đảm bảo. Vì vậy, căn biệt thự của ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long cùng nhiều tài sản khác của các ông này hoàn toàn có thể bị cơ quan điều tra xác minh, tiến hành các thủ tục để biên kê, phong tỏa. Do không có động cơ vụ lợi, không thông đồng, không hưởng lợi trong vụ Việt Á, nên cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chỉ bị kỷ luật về mặt đảng, không bị xử lý hình sự. Cơ quan điều tra, Bộ Công an C03 vừa ban hành kết luận điều tra đại án Việt Á, trong đó có nhắc đến trách nhiệm của cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Kết luận điều tra xác định, ông Sơn biết test xét nghiệm COVID-19 là sản phẩm thuộc đề tài nghiên cứu do Bộ Khoa học và Công nghệ giao Học viện Quân y chủ trì, tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Các hồ sơ, tài liệu Việt Á cung cấp để xin cấp số đăng ký lưu hành cho kit test COVID-19 là không đầy đủ. Nhưng theo tham mưu của cấp dưới, ông Nguyễn Trường Sơn vẫn ký quyết định cấp số lưu hành tạm thời kit test xét nghiệm cho công ty Việt Á. Điều này giúp cho Việt Á sử dụng tài sản của nhà nước, kit test để sản xuất, kinh doanh, thu lời bất chính, gây thiệt hại cho nhà nước, tổ chức và cá nhân. Hành vi của ông Nguyễn Trường Sơn có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự, kết luận điều tra nêu. Mặc dù vậy, cơ quan điều tra xác định ông Sơn ký quyết định cấp số lưu hành không phải là nhiệm vụ thường xuyên, trách nhiệm này thuộc chức năng, nhiệm vụ của ông Trương Quốc Cường, nhưng ông Cường đề xuất người khác nên Bộ Y tế phân công ông Sơn ký. Quá trình điều tra xác định, ông Nguyễn Trường Sơn không thông đồng, không thỏa thuận để làm lợi cho Việt Á, không có động cơ vụ lợi cá nhân, không được hưởng lợi trong vụ án này. Ngoài ra, ông Sơn đã bị kỷ luật cảnh cáo về đảng. Do đó, dựa vào quy định pháp luật hiện hành, cơ quan điều tra đã miễn trách nhiệm hình sự, không khởi tố điều tra, không đề nghị truy tố đối với ông Nguyễn Trường Sơn.
Kính chào quý vị khán giả, chúng tôi đang được đồng hành cùng với quý vị với phần thời lượng của mục chuyện trong ngày được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC1. Thưa quý vị, nhiều lãnh đạo CDC các địa phương lúc đầu khai không nhận hoa hồng của công ty Việt Á nhằm thổi giá kit xét nghiệm trong bối cảnh cả nước đang gồng mình dồn mọi nguồn lực để chống dịch. Nhưng giờ đây, chính họ lại khai đã nhận hoa hồng hàng triệu đô la Mỹ và bị khởi tố. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu 8 ban thường vụ tỉnh thành làm rõ sai phạm. Bên cạnh đó, chỉ đạo 63 tỉnh thành kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong công tác phòng chống dịch hoàn thành trong quý 2 năm 2022. Điều này đã khẳng định Đảng quyết liệt chống tham nhũng tiêu cực, nhất là đối với những đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiếp tay với doanh nghiệp để tư lợi cho bản thân. Cuối năm 2021, Giám đốc CDC Nam Định Đỗ Đức Lưu khẳng định như đinh đóng cột, không nhận một đồng hoa hồng nào trong cả 4 hợp đồng ký kết với công ty Việt Á liên quan mua bộ kit xét nghiệm. Thế nhưng, ngày 25 tháng 4, 2022, ông Lưu cùng một số cán bộ CDC Nam Định đã bị khởi tố về hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản khi đã nhận hoa hồng 3,1 tỷ đồng. Còn tại Nghệ An, hồi tháng 12, 2021, cựu giám đốc CDC Nguyễn Văn Định cũng hùng hồn tuyên bố trước báo giới, quá trình mua sắm vật tư, sinh phẩm của công ty Việt Á được thực hiện đúng quy trình. CDC Nghệ An không liên quan, không nhận bất kỳ quà hay khoản hoa hồng nào từ Việt Á hay bất kỳ ai. Ít ngày sau, vị này đã ra tự thú với cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và đến 31 tháng 12, 2021 thì bị khởi tố do thông đồng với Việt Á nhằm thổi giá kit xét nghiệm. Cùng ngày, cựu giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tiến cũng bị bổ sung tội nhận hối lộ liên quan đến Việt Á. Họ đều là đảng viên, giữ cương vị quản lý, nhưng đã nói một đằng, làm một nẻo, vi phạm các nghị quyết, quy định của đảng, không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền và sự mua chuộc của doanh nghiệp. Bác Hồ thì khuyên cán bộ là phải ít lòng tham muốn về vật chất, thì khi có chức, có quyền mới tránh được việc xa vào tham ô, nhận hối lộ. Xong họ đã không đủ sức đề kháng để chống lại con virus lòng tham muốn vật chất vốn có ở trong lòng mọi người. Có sự câu kết giữa quyền lực kinh tế với quyền lực chính trị. Cái đó là cái nguy hiểm nhất. Và trên thực tế nhiều vụ án hay nhiều vụ đại án chúng ta mới gọi là xảy ra là có sự câu kết đó. Vì anh không kiềm chế được. Thứ hai nữa là suy thoái, thế rồi anh buông lỏng quản lý, cho nên nó dẫn đến câu chuyện là nó bị thất thoát cái tài sản của nhà nước rất là lớn. Cuối tháng 3, 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế cùng chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao liên quan đến vụ Việt Á, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cho rằng, qua kiểm tra đã có kết luận báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xử lý Ban Thường vụ Học viện Quân y, kết luận vi phạm Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học Công nghệ, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và đang thực hiện quy trình xem xét kỷ luật. Bên công an thì đã điều tra khởi tố rồi, vụ việc rồi, nên chúng ta cũng không chờ được. Vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước là chúng ta phải xử lý thôi, chứ cũng không phải chờ đến lúc là phải đưa ra điều tra, đưa ra truy tố, đưa ra xét xử rồi chúng ta mới vào kiểm tra. Chứ tỉnh này làm, tỉnh khác không làm cũng được, không được. Là phải phối hợp Ủy ban Kiểm tra Trung ương để chúng ta thực hiện thật tốt, cố gắng chúng ta kết thúc cái kiểm tra trong quý 2. Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ sai phạm liên quan đến vụ Việt Á. Dư luận đã thấy một bộ phận không nhỏ lãnh đạo quản lý ngành y tế ở địa phương đã suy thoái và tiếp tay cho Việt Á, để công ty này cung ứng kit xét nghiệm cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 địa phương với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng, chi hoa hồng cho các đối tác gần 800 tỷ đồng. Sự việc đáng tiếc này cũng bởi sự thiếu nêu gương, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý của hai ông Chu Ngọc Anh, thời làm Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, và ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế. Chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp là những cụm từ được dư luận báo chí nhắc tới rất nhiều thời gian qua. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cũng đã phải vào cuộc chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện thể chế để tránh tình trạng một bộ phận doanh nhân doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở của chính sách, pháp luật để trục lợi. Đây cũng là việc triển khai một vấn đề mới trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được nêu trong kết luận số 12 của Bộ Chính trị hồi tháng 4 năm 2022.
đó là từng bước mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Tháng 4, 2022, hai cựu chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh phải nhận án phạt tù do sai phạm liên quan đến đất đai, gây thất thoát hơn 200 tỷ đồng, đã khiến cựu bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị khởi tố hồi tháng 3, 2022 do bán rẻ đất nhà nước cho tư nhân. Những vụ việc trên cho thấy đã có một bộ phận cán bộ đảng viên giữ cương vị quản lý, suy thoái, dẫn đến tiêu cực, móc nối với doanh nhân, gây hậu quả lớn về kinh tế và mất niềm tin trong nhân dân. Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực đã nhìn nhận có sự bắt tay giữa cán bộ có chức, có quyền với doanh nhân, doanh nghiệp để tham ô, tham nhũng và cho rằng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước là lĩnh vực mới, khó, rất tinh vi, có tổ chức nhưng bắt buộc phải làm. Đặc biệt là liên quan đến đất đai, trong bài phát biểu khai mạc của mình tại Hội nghị Trung ương 5 sáng nay, Tổng Bí thư Phú Trọng đã chỉ ra rằng 70% khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai cần phải quyết liệt hơn nữa đấu tranh với tệ tham nhũng trong lĩnh vực này. Vì sao ở nhiều nơi việc sử dụng đất đai còn lãng phí, tệ tham nhũng tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi, thậm chí còn có chỗ gia tăng? Vì sao số vụ khiếu nại tố cáo vẫn còn nhiều và phức tạp? Vì sao thị trường bất động sản phát triển thiếu lành mạnh, chưa bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro? Cá nhân tôi sợ nhất là tham nhũng chính sách, tham nhũng chính trị. Nó làm băng hoại thể chế, làm mất đội ngũ cán bộ, làm nghiêng ngả đội ngũ cán bộ. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng làm mất lòng tin của nhân dân chúng ta, làm mất lòng tin của bạn bè quốc tế chân chính làm ăn với chúng ta. Tháng 4, 2022, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 12 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong đó có nhấn mạnh việc từng bước mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Đây là việc làm cần thiết để ngăn chặn những doanh nhân làm ăn không chân chính. Thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán mà vừa rồi bị làm giá, bị đẩy lên như thế là nó không phản ánh đúng giá trị thực. Cho nên việc xử lý là để nhằm mục đích đưa các cái thị trường này về đúng cái giá trị thực của nó và đảm bảo quyền lợi chính đáng của mọi công dân tham gia vào các hoạt động này, trong đó đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp có liên quan. Và chúng ta cương quyết xử lý những cái vi phạm để bảo vệ những cái người kinh doanh làm ăn chân chính, làm ăn công khai, minh bạch, hiệu quả và tuân thủ pháp luật. Và chúng ta cũng không hình sự hóa các quan hệ kinh tế cũng như là quan hệ dân sự, nhưng mà ta cương quyết xử lý những cái sai phạm và thực hiện mọi cái biện pháp cần thiết với cái lộ trình và bước đi phù hợp để phát triển cái thị trường an toàn, hiệu quả và bền vững. Các Mác từng nói, nếu lợi nhuận lãi suất 300% thì có treo cổ nhà tư bản lên, họ cũng sẽ làm. FLC, Tân Hoàng Minh, Việt Á là những ví dụ điển hình chứng minh rằng một số doanh nhân sẵn sàng lợi dụng kẽ hở của cơ chế, chính sách để làm giàu cho bản thân, gây ra tiêu cực lớn cho xã hội, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Đây là vấn đề Đảng đã nhìn nhận kịp thời và quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực không chỉ trong Đảng, hệ thống chính trị mà cả khu vực ngoài nhà nước.